Vâng, xin chào toàn thể anh em audio đã lại quay lại với Phạm Thức Audio trong ngày 22 tháng 10. Và trong video ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu đến quý vị các bạn là trong thời gian vừa rồi cũng rất nhiều anh em gọi điện đến bên em để hỏi lại về chiếc lọc xì Incay. Mã của nó là mã 5010G. Thì ngày hôm nay em có về này, có về được 1, 2, 3, 4, 5 con gờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 con 5010C. Đấy, có nghĩa là giữa G với C thì nó khác nhau mỗi cái màu thôi, còn lại là mọi tính năng của nó giống hệt nhau. Và chiếc lọc xì Incay 3010C và 4010C đây cũng có về thêm được 2 con. Và trong video này em xin phép báo giá tới toàn quý vị các bạn đồng thể giá của 3 sản phẩm này luôn. Thì với sản phẩm 5010G thì nó được đèn hiển thị của hai vế bên này. Đây, và đây là phần máy móc bên trong. Hàng này là hàng bên em vừa về xong. Đây. Bãi vừa về xong, vẫn đang bụi nguyên như này. Đấy, chưa lau chùi gì. Bao zin cho anh em toàn tập và bao hoạt động hoàn hảo. Con quay Incay 5010G này thì em xin phép được báo giá tới quý vị các bạn là giá của nó sẽ có giá là 2.900.000 bao cước tận nhà cho anh em. Bao cước tận nhà. Con này 5010G cụ thể là con này thì số series của nó là 200023 đuôi cuối. Và con này có một cái ưu điểm nữa là có thể sử dụng hai nguồn điện, điện 100V và điện 220V. Nếu các bác đang sử dụng chiếc âm ly Nhật hoàn toàn có thể gạt về 100V và cắm xuống trực tiếp. Con này là con quay Hàn nhưng xuất cho thị trường Nhật nên nó có thêm cầu điện 100V. Máy móc bên trong đây. Con này rất đẹp luôn nhá. Và giá là 2.900.000 con cho con này. Hai đèn mưa hai bên. Đấy. Máy rất đẹp. Còn con quay Incay 3010C và 4010C là hai con giống nhau, là một đèn một quắc ở giữa và 10 giải tần của một vế một bên. Thì con này em xin phép được bán tới quý vị các bạn với giá là 1.800.000 một con nha. 1.800.000 một con và cộng thêm 100.000 nữa thì sẽ thành bao cước là thành 1.900.000. Còn con 5010C này thực sự giá mua ở bên kia, mua theo lô thì nó không phân biệt giữa C và G, nhưng mà về Việt Nam thì anh em cứ thích màu vàng hơn, còn màu đen thì lại ít thích hơn. Chính vì thế mà em xin phép được báo giá tới quý vị các bạn là con 5010C. Em sẽ bán ra với cái giá là 2.800.000 một con bao ship. Có nghĩa là màu vàng màu đen em chỉ lệch nhau 100.000 thôi. Anh em nào mua nhanh thì nhanh, còn nào anh em nào mua chậm thì em cũng chịu. Đấy, chọn nó nào thì chọn nhá, màu vàng thì chọn màu vàng. Màu vàng thì sẽ là 2.900.000 bao cước, màu đen là 2.800.000 bao cước. 4010C giá sẽ là 1.800.000 bao cước. Đấy, anh em cần thì nhấc tay liên hệ theo số điện thoại trên tiêu đề. Đấy. Hôm nay em sẽ cố gắng dọn tuner 7800 mắc đôi để báo thêm tới quý vị bạn. Tuner của 7800 mắc đôi giá kịch sàn mới chỉ có 1.600.000 một con thôi. Đấy, còn rẻ hơn nữa thì cũng sẽ có rất nhiều nhé.